Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vy Bất Động Sản Bình Dương. Là tiếp tục cập nhật sản phẩm mới, hôm nay em sẽ review một lô đất tài chính vừa tầm để cho tất cả quý anh chị và các bạn, những nhà đầu tư nhỏ lẻ thì cũng có thể đầu tư ha, và xem hết video này ha. Hiện tại em đang đứng ở khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2 thuộc xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương nha. Đây là dự án Tuấn Điền Phát 2, và hôm nay em sẽ giới thiệu cho tất cả quý anh chị và các bạn một lô với diện tích là 80m² ha. Và đây chính là lô đất mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị. Xung quanh là đường xá, cơ sở hạ tầng đã hoàn thiện hết rồi và đã có dân ở khá là nhiều rồi nha. Khá là nhiều rồi ha. Xung quanh ở dân ở khá là nhiều rồi. Và khu này giá đang còn vừa tầm, nên là chúng ta đầu tư dễ. Bắt đầu vị trí bắt đầu từ cột mốc bên này sang đến với cột mốc phía bên này, ngang 5 và dài 16, tổng là 80m² nha cả nhà nha. Tổng là 80m². Phía đằng sau có 1m lối đi thoát hiểm. Đất dự án thì luôn luôn là có 1m lối đi thoát hiểm, đúng không ạ? Nên là chúng ta xây có 1m đằng sau nữa, nên cho căn nhà của chúng ta thông thoáng, không có bị bí ha, không có bị bí. Lô đất vị trí rất là đẹp, vuông vắn, không có dính hố ga hay cục điện hay trụ điện nha cả nhà nha. Rất là đẹp luôn ạ. Lô đất này có hướng nam nha, hướng nam mát mẻ, thuận lợi làm ăn buôn bán. Đó, cả nhà, hiện tại là bên em có nhóm của em cũng có hai ba anh chị cũng làm YouTube luôn, đều quay lô này. Đây cả nhà thấy lô này khá là đẹp đúng không ạ? Không có dính hố ga hay trụ điện này. Vị trí rất là đẹp luôn. Đường này là lòng đường 7m và mỗi bên vỉa hè là 3m, tổng là 13m nha. Có cây xanh vỉa hè. Thì bây giờ em sẽ lên xe, em quay toàn cảnh dự án để cho cả nhà hình dung xem ha. Dự án khu nhà ở Tuấn Điền Phát này, quy mô của nó là hơn 200 nền và cơ sở hạ tầng thì đã hoàn thiện hết, như cây xanh, vỉa hè, điện âm, nước máy, tất cả đã được lắp đặt và hoàn thiện. Và hiện tại trong đây là đã có sổ hồng rồi nha, nên là khi chúng ta mua chúng ta ký công chứng luôn. Và nếu quý anh chị và các bạn ai có mong muốn hỗ trợ ngân hàng là đều có hỗ trợ ngân hàng ha cả nhà ha. Nên là quý anh chị và các bạn mình mua thì cũng có thể là cầm sổ để ký công chứng ba bên, hoặc là chúng ta có thể là mua xong rồi chúng ta lấy sổ cầm vay ngân hàng, có thể đã tái đầu tư lại nha cả nhà ha. Dự án Tuấn Điền Phát 2 này xung quanh thì dân cư ở cũng khá là đông rồi. Nó nằm mặt tiền đường DH409 ạ, và nó cách chợ Vĩnh Tân khoảng 2 km nha, hơn 2 km. Đồng thời nó liền kề với khu công nghiệp V-Ship 2, là một trong những khu công nghiệp lớn ở khu vực Tân Uyên, có tổng diện tích là hơn 22.000 hecta. Hơn 2.000 hecta nên là quy mô rất rộng lớn, và đa số các công ty lớn đều tập trung ở đây, nên là nó là một trong những vị thế khá là đắc địa để cho tất cả quý anh chị và các bạn công nhân viên này, hoặc là quý ấy nhà đầu tư mình mua để đầu tư sau này bán lại, hoặc là quý anh chị và các bạn ai làm công nhân viên á, mình muốn mua để xây nhà thuận tiện cho công việc đi làm, thì cả nhà cũng có thể mua khu vực này. Vị trí rất là khá là đẹp, cây xanh, vỉa hè, đèn đường, điện âm, nước máy, đường nhựa thông thoáng, và bên cạnh đó là công ty nha, phía trước đó là công ty nha cả nhà nha. Xung quanh thì đây thì cũng khá là nhiều nhà xây rồi nha cả nhà, trong vòng năm sau thôi là có rất là nhiều nhà xây, bởi vì nó liền kề với khu công nghiệp nên là thuận tiện cho công việc đi làm. Và đây chính là cổng đi ra ha, cổng đi ra của khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2. Khu nhà ở Tuấn Điền Phát 2 này đã làm và mở bán ở đây cũng được là gần 3 năm rồi nha cả nhà. 3 năm. Đây là chính là đường DH409 ạ. Nó liền kề với khu V-Ship 2. Bây giờ chúng ta đi qua khu V-Ship 2 nha.
Ở đây chính là khu công nghiệp V-Ship 2. Từ vị trí Tuấn Điền Phát mà chạy lại khu V-Ship 2 này khoảng 2 km thôi. 2 km là tới khu công nghiệp V-Ship 2 rồi nha cả nhà. Khu công nghiệp V-Ship 2 là một trong những khu công nghiệp lớn, có quy mô hơn 2.000 hecta và đa số là đây là khu công nghiệp công nghệ cao. Đa số là công ty điện tử như là có Nhật Bản này, Hàn Quốc này. Đa số là các công ty lớn đều tập trung ở đây. Ví dụ như công ty Panasonic là một trong những công ty sản xuất về TV, tủ lạnh này, máy giặt này. Rồi công ty Typhoon như công ty Factor này. Rồi công ty camera điện thoại là công ty Sài Gòn Tech này. Có rất là nhiều công ty điện tử tập trung ở đây nên cái mức thu nhập của nó luôn luôn cao hơn so với những cái khu vực khác, bởi vì là công ty điện tử thì luôn luôn cao hơn so với khu vực Nam Tân Uyên, Bắc Tân Uyên. Như ở bên Bắc Tân Uyên thì đa số công ty gỗ là nhiều nên cái mức thu nhập nó thấp và cái quy mô nó sẽ không bài bản như ở khu V-Ship 2 này. Nên là đất ở khu V-Ship 2 này giá trị nó có giá trị hơn và nó gia tăng theo từng tháng luôn nha cả nhà nha. Vì thế quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư lô đất mà em vừa giới thiệu, hoặc quý anh chị và các bạn mình muốn đầu tư khu vực V-Ship 2 này, thì cả nhà hãy liên hệ cho em theo số điện thoại 0972 332 948. Số Zalo là 0973 508 841 thì em sẽ tư vấn cho tất cả quý anh chị và các bạn mình những lô đất vừa tầm và phù hợp với tài chính của mình nha. V-Ship 2 này nếu mà chúng ta muốn mua ở trong khu này thì giá dao động là từ 1 tỷ 6 cho đến 2 tỷ 8 tùy vào vị trí và diện tích. Ở phía đằng trước em đó chính là công ty Panasonic, là công ty điện tử sản xuất về TV, tủ lạnh, máy giặt đấy ạ. Rất là lớn luôn. Rồi em cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe video này nhá. Rồi em xin tạm dừng video ở đây. Nếu quý anh chị và các bạn cần mua đất hay khu vực Mỹ Phước này, V-Ship 2 này, Trần Phú Hòa này, Tân Uyên này, thì cả nhà hãy liên hệ cho em nhé. Em xin cảm ơn tất cả quý anh chị và các bạn ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo ạ.